Xót xa hai em bé sinh đôi ôm nhau tử vong vì ngủ quên trong thùng đựng đồ chơi. Cặp song sinh qua đời trong trạng thái đang ôm nhau do so ngạt khí sau khi ngủ quên trong chiếc thùng gỗ vốn được dùng để đựng những con thú nhồi bông. Theo Daily Mail, sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 25 tháng 8 vừa qua tại thành phố Jacksonville. Bang Florida của Mỹ. Như thường lệ cặp song sinh Aurora và Kellen được bố Don Star đưa lên giường đi ngủ ở phòng riêng dành cho bốn anh chị em. Hai đứa trẻ 4 tuổi thức dậy và bày trò nghịch rồi chui vào chiếc rương bằng gỗ dùng để đựng thú nhồi bông, chúng nằm ngủ quên trong đó và chỉ được phát hiện khi đã tử vong trong trạng thái ôm nhau. Sẽ không có nhiều người hiểu được nỗi đau mất đi hai đứa con cùng một lúc và mất chúng theo cách vô nghĩa là thế nào nhưng tôi vẫn phải tin rằng hẳn có thứ gì đó trong vũ trụ này đã đặc biệt tròn chúng. Có thể để bảo vệ chúng khỏi một bi kịch nào đó ở tương lai, hoặc có thể vì tâm hồn hai con quá hoàn hảo đối với thế giới này. Shadi Mears, mẹ của cặp song sinh 4 tuổi, viết trên Facebook về cái chết của hai con. Shadi muốn chia sẻ câu chuyện như một lời cảnh báo tới các bậc cha mẹ rằng những chiếc rương đồ chơi cũng có thể là sát nhân bởi chúng hoàn toàn kín khí và cách âm khi đóng lại. Cô kêu gọi các bậc phụ huynh hãy vứt bỏ ngay lập tức những chiếc rương như thế. Shady nói về cái chết đột ngột của hai con trên Facebook rằng tôi và chồng đang phải trải qua những khoảng thời gian vô cùng khó khăn để cố gắng hiểu điều này sẽ không nhiều người biết được cảm giác của chúng tôi. Nỗi đau đớn, dài vò đến mức có thể khục ngã, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức vì các con còn lại của mình. Sự việc xảy ra vào tối thứ sáu khi Shady đang ở chỗ làm, chồng cô Don Star Miers đã cho cặp song sinh Aurora một bé gái và Kellen, một bé trai cùng hai anh trai của chúng đi ngủ đêm. Chị gái của Star, Jenna Miers, cho biết em trai đi làm vào ban ngày trong khi vợ anh làm cật lực vào ban đêm để tránh phải giao con cho người trông trẻ. Gia đình cho hay rằng sáng ngày thứ bảy, cặp song sinh tỉnh dậy và chơi cùng nhau. Shady cho biết hai đứa trẻ vốn rất gắn bó, thường thức dậy vào những giờ bất thường và cô thấy chúng ngủ ở nhiều nơi khác nhau vào buổi sáng với đồ chơi rải rác khắp căn phòng chung. Tối thứ sáu, nơi kỳ lạ mà hai con quyết định rút vào ngủ tiếp là chiếc giường đồ chơi bằng gỗ tuyết tùng mà chú tôi dùng để cất những thú nhồi bông của chúng, bà mẹ bốn con viết. Cặp song sinh đã lấy hầu hết thú nhổi bông ra khỏi giường nhưng vẫn giữ lại một ít để làm nệm. đi kể, hai đứa trẻ sau đó ngủ thiếp đi trong tình trạng khoác tay nhau. Người bè nói cô tin hai con đã chúc nhau ngủ ngon như mọi khi đôi khi một trong hai con đã cử động hoặc vung chân đá trong giấc mơ khiến cửa chiếc rương gỗ tuyết tùng cổ ký này đóng sập xuống shetty nói shetty cho biết khi thức dậy vào buổi sáng cô cảm thấy hơi hoảng sợ vì không thấy hai con trên giường và không nhìn thấy chúng ngay cả nhà cuống cuồng chạy khắp nơi gọi hai đứa trẻ cuối cùng một trong hai con trai lớn của họ mở chiếc rương và nhìn thấy cặp song sinh ở bên trong không biết bi kịch vừa ập đến với gia đình Cậu bé cho rằng hai em vẫn còn ngủ. Mẹ ơi, con tìm thấy hai em rồi. Chúng thật ngốc cứ ngủ trong giường đường đồ chơi, cậu bé nói. Tuy nhiên, Sadie nói cô nhận ra ngay rằng cặp song sinh của mình đã ra đi. Tôi đi tới kiểm tra và chỉ trong vài giây đã biết có điều gì đó không ổn. Tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng đã quá muộn, cô nói. Toàn bộ chuyện này thật sự vô nghĩa. Các nhân viên ở cảnh sát Jacksonville đã đến hiện trường nhưng không thể cứu được cặp song sinh. Họ giữ thông tin chi tiết về tham kịch ở mức tối thiểu để bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Jaina, em gái của Seti đã lập một trang gây quỹ trên GoFundMe. Đến nay, hơn 21.000 đô đơn được quyên góp cho gia đình. Dì của cặp song sinh cho biết anh rể đơn star làm việc vào ban ngày và chị gái cô làm việc vào ban đêm để không phải giao con cho người trông trẻ. Theo dữ liệu từ Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ tổ chức phi lợi nhuận Kids in tiết lộ ít nhất 34 trẻ em đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến trường đồ chơi kể từ năm 2014. Hơn 21.500 dương đồ chơi đã bị thu hồi kể từ năm 2005 do có các nguy cơ như siết cổ, mắc kẹt, gây thương tích và ngộ độc trì.